Thân ái, chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, nữ mạng. Nữ mạng Ất Hợi, cung Cấn, mạng Sơn đầu quả, bà của thiên quyền nữ độ mạng. Tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Ất Hợi. Nữ tuổi Ất Hợi, cuộc đời lúc trẻ tuy có nhiều vất vả nhưng thời gian sau lại rất thuận lợi và may mắn. Cuộc sống sau kết hôn có nhiều niềm vui, sự nghiệp phát triển, nhiều cơ hội rộng mở. Sang tuổi trung niên, sự nghiệp mở rộng, có tài, vận. Về già, cuộc sống hạnh phúc bên người thân. Nữ mạng tuổi Ất Hợi khi còn trẻ ít gặp may mắn trong sự nghiệp. Sang tuổi trung niên, công việc vững vàng và phát triển. Về già, được hưởng cuộc sống vui vẻ, an lành bên gia đình. Tử vi tuổi Ất Hợi, những người này hưởng thọ trung bình từ 78 tuổi đến 88 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống tốt đẹp, ngay thẳng thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về tình duyên, sinh vào các tháng giêng, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Nữ tuổi Ất Hợi trong tình yêu gặp phải trắc trở, tình cảm trải qua nhiều sóng gió và thử thách. Sau kết hôn, ban đầu cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng nếu cố gắng làm việc thì sao sẽ có phúc. Nếu sinh con cái sẽ cải thiện được vận may. Sinh vào các tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Ất Hợi có nhiều mối tình đẹp nhưng thường kết thúc nhanh chóng, tình cảm không như ý muốn. Mặt khác, Ất Hợi sinh vào những tháng này là người coi trọng công danh sự nghiệp hơn tình yêu, do vậy mà phải khi họ có sự nghiệp vững vàng rồi mới tính chuyện lập gia đình. Sinh vào các tháng 3, tháng 5 và tháng 12 âm lịch, nữ Ất Hợi có một mối tình đẹp và sâu sắc. Sau kết hôn, cuộc sống có nhiều may mắn, tươi vui và tốt đẹp. Gia đình và sự nghiệp, nữ tuổi Ất Hợi rất may mắn trong tình cảm, lúc nhỏ được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Trong cuộc sống có nhiều niềm vui, lớn lên, gia đình hạnh phúc, lập gia đình được chồng yêu thương, các mối quan hệ trong nhà cũng hết sức tốt đẹp và thuận hòa. Về cuộc sống yên vui bên chồng, con và các cháu. Sự nghiệp có phần phát triển vào những năm 28 tuổi, những năm sau làm ăn phát đạt, con đường tài lộc rộng mở. Tuy nhiên, tới tuổi trung niên cũng có một số năm thiệt hại nặng nề, sự nghiệp lúc lên lúc xuống không ổn định, về già có lộc tài chánh. Tuổi hợp làm ăn, nữ tuổi Ất Hợi, nếu hợp tác kinh doanh cùng phát triển với những người tuổi sau này, sẽ vô cùng may mắn về tiền tài, đó là tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn và Quý Mùi. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi và Giáp Tuất, thì cuộc sống của nữ Ất Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp. Sau kết hôn, một cuộc sống giàu sang phú quý lại rất vui vẻ đang chờ đón họ. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Mão, Quý Dậu và Đinh Mão, sau kết hôn tuổi Ất Hợi chỉ nhận được may mắn về mặt tình cảm. Cuộc sống khá khó khăn và nhiều gian khổ khiến họ khá lận đận trong vấn đề tài chánh. Nếu muốn có một cuộc sống tốt đẹp và giàu sang thì hai vợ chồng nên chú ý hơn tới vấn đề phát triển nghề nghiệp, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn thì sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Kết hôn với một trong số các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ và Nhâm Ngọ thì cuộc sống hôn nhân của tuổi Ất Hợi gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc trong vấn đề tình cảm. Tuy rằng cuộc sống cũng khá giả về vật chất nhưng lại hay xảy ra những chuyện khiến họ buồn phiền và mệt mỏi. Hai vợ chồng cần phải tin tưởng lẫn nhau hơn, tình cảm mới ngày phát triển tốt đẹp được. Những năm sau đây, tuổi Ất Hợi không nên tiến hành kết hôn ăn hỏi, đó là vào năm 17 tuổi, 23, 29, 35 và năm 41 tuổi. Do xung khắc với bản mệnh nên nếu kết hôn vào những năm này thì có thể sẽ gặp phải nhiều điều không may trong cuộc sống. Tuổi Đại Kỵ, nữ Ất Hợi, tuổi Đại Kỵ với các tuổi sau Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần và Nhâm Thân, nếu hợp tác làm ăn với những người này có thể sẽ dẫn tới nhiều điều không thuận, làm ăn không được, có khi còn tiền mất tật mang, rơi vào cảnh khốn khó. Trong hôn nhân lập gia đình cũng không nên chọn những người trên làm đối tượng, do xung khắc nên nếu thành gia có thể dẫn tới nhiều điều không mong muốn. Năm khó khăn nhất, những ai trong năm mà Ất Hợi gặp phải những điều phiền phức không may mắn trong cuộc sống, công việc làm ăn không thuận lợi,
làm ảnh hưởng cuộc sống gia đình, đó là vào năm 19 tuổi, 25, 30 và năm 39 tuổi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nữ Ất Hợi khi quyết định làm những việc gì liên quan tới đầu tư tiền bạc thì nên chọn ngày giờ xuất hành để tăng thêm may mắn thuận lợi. Xuất hành vào thời điểm ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ sẽ đem lại vận may cho công việc làm ăn sắp tới. Diễn tiến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian tình cảm có nhiều vướng mắc, không được thuận lợi và may mắn. Tuy nhiên, trong công việc có nhiều điều bất ngờ, bước đầu tạo dựng khá thành công. Trong năm có nhiều cơ hội về tiền bạc rộng mở, năm 25 tuổi là năm thích hợp để đầu tư và phát triển sự nghiệp. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, những năm này là thời gian rất tốt đẹp cho chuyện tình cảm. Trong năm sẽ có tin vui về con cái. Năm 26 tuổi, công việc không ngừng phát triển, có tài lộc tài chánh. Năm 27 tuổi, sự nghiệp có chút biến đổi, nhiều lần thất bại nhưng không có thiệt hại nào. Năm 28 tuổi, vận may quay trở lại, cuối năm có khoản thu bất ngờ. Năm 29 và 30 tuổi, tình cảm gia đình phát triển tốt đẹp. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, thời gian này phát triển nhiều nhất trong phương diện công danh và tài chánh. Những năm đầu có nhiều vận may tới cửa, tuy nhiên cần đề phòng hơn tới các mối quan hệ xung quanh, tránh bị người lợi dụng. Trong cuộc sống gia đình có vướng phải khúc mắc với các thành viên, cần chú ý hơn tới cảm nhận của người thân, đối xử hài hòa với những người trong nhà. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi công việc làm ăn có nhiều bước tiến tốt đẹp, cuộc sống có phần dư dả thoải mái hơn so với những năm trước. Năm 37 và năm 38 tuổi, chú ý hơn trong công việc, không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc, hạn chế các vụ làm ăn lớn. Cẩn thận về tài chánh, năm 39 và năm 40 tuổi, hai năm này trong gia đình có nhiều bề bộn, cẩn thận hơn tới sức khỏe. Những năm này nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi chú ý hơn tới công việc làm ăn, cẩn thận xuất hiện lỗ hổng để người khác chen vào. Từ năm 42 tuổi tình cảm có phần tốt đẹp, cuộc sống nhiều niềm vui, con cái thành đạt giỏi giang. Năm 43 và năm 44 tuổi công việc làm ăn nhiều thuận lợi, phát triển không ngừng, thu được khoản tiền lớn. Từ năm 45 tuổi có vận may về tài chánh, cuộc sống gia đình hạnh phúc vui vẻ, đây là khoảng thời gian rất tốt để hàn gắn tình cảm. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, thời gian này nhiều chuyện không tốt xảy ra, cẩn thận hơn khi ra ngoài. Trong năm chú ý mắc các bệnh nhỏ, nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, chăm sóc bản thân hơn nữa. Công việc làm ăn trong khoảng thời gian này không có gì nổi bật nên không cần quá chú tâm. Năm 55 tuổi có vận may về con cái và tài lộc. Tử vi trọn đời từ năm 56 đến năm 60 tuổi, khoảng thời gian này sức khỏe không được tốt, cần điều dưỡng nhiều hơn. Năm 56 tuổi công việc có phần ngưng trệ. Năm 57 và năm 58 tuổi sự nghiệp bình thường, tuy nhiên tình cảm lại phát triển, nhận được nhiều sự quan tâm của người thân. Năm 59 và năm 60 tuổi cuộc sống im ấm, hạnh phúc, an nhàn và thoải mái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.